Chào các bạn. Ở thành phố Hạ Long, ngoài con đường bao biển được mệnh danh là đẹp nhất Việt Nam, thì còn một cung đường nữa cũng rất đẹp và đặc biệt. Đó là cung đường dọc theo quốc lộ 18 từ phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long đi qua cầu Bãi Cháy, thẳng theo hướng Tây, qua ngã ba Hùng Thắng, qua đảo Tuần Châu, phường Hà Khẩu, đến điểm đấu nối cao tốc Quảng Ninh - Hải Phòng tại phường Đại Yên, thành phố Hạ Long. Cung đường này được coi là cửa ngõ của thành phố Hạ Long, rộng và đẹp nhất trên toàn tuyến đường quốc lộ 18. Mời quý vị các bạn hãy cùng mình trải nghiệm cung đường này nhé.
Như vậy quý vị các bạn đã cùng tôi trải nghiệm cung đường từ thành phố Hạ Long dọc tới hướng Tây, qua cầu Bãi Cháy, qua đảo Tuần Châu, đến phường Đại Yên, thành phố Hạ Long. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của tôi. Quý vị các bạn ủng hộ tôi một cách đăng ký kênh, like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem các bạn nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.